kính chào tất cả các quý anh chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay tại cửa hàng xe máy Di Đạt đấy, thì em có quay mấy clip rồi. Thì có một con Puccinello GT đời 2007 và một con Wanfa đời 2016. Thì nói chung là hai con này thuộc dạng là hai con cọp, thì em sẽ làm một cái clip riêng. Thứ nhất cái clip riêng này để chi tiết hơn, thì để cho những anh em nào mà có cái nhu cầu mà cái thiện chí mua xe á, thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Di Đạt. Thì anh em liên hệ theo cái đầu số là 0932325278. Thì những cái video mà em quay chi tiết này như vậy đấy, thì để cho anh em mình mà có cái nhìn cận cạnh nhất á, về con xe này nhá. Thì con này là Neo Puma GT đời 2007. Xe thì nói chung là tình trạng là zin nguyên hết anh em nhé, từ dàn áo rồi máy móc dàn trong ra ngoài là nói chung là zin theo xe hết, không có đụng chạm gì hết á. Đấy thì sơ lược lên để anh em tham khảo, nhất là về đầu tiên là về cái mâm là mâm zin anh em nhé. Xe này xe mâm zin, xe rất là đẹp. Con này thì rửa ráy rồi thì rất là đẹp nhé. Con này thì mới xịt nước thôi, đấy nước lã thôi anh em ạ. Nước lã mà nó còn đẹp như vậy nhá. Đĩa này anh em nhìn cái đĩa này, cái lòng đĩa này đây, từ cái lòng đĩa đến cái đĩa rất là đẹp, xe rất là đẹp nhá. Heo thì vẫn là heo dầu 2 bit, thì đời xưa là heo dầu 2 bit hết anh em nhá. Heo thì heo Nissin hết. Dàn chân nhá, dàn chân con này thì không có chóc gì hết anh em ạ, không có nổ sơn gì hết này. Không chóc không nổ sơn à. Không chóc không nổ sơn đây, dàn chân bên này. Em thì em nói chung là chi tiết, con này chi tiết thì em cũng cẩn thận hết để anh em mình tham khảo luôn. Đây. Chân rất đẹp nha anh em. Anh chị em mình mà có nhu cầu thì tham khảo thì lượm con này nha, tại vì nhất là máy móc của nó còn nguyên hết anh em ạ. Đời này thì máy 2007 máy còn nguyên, zin nguyên, dàn áo dàn chân thì còn rất là đẹp. Nói chung là nó theo xe á, dạng như kiểu là nguyên thủy theo xe hết anh em nhé. Nếu mà đi con này thì cũng rất là ok nhá, rất là sang luôn. Tại vì giờ đâu còn nhiều đâu anh em, mấy hàng này giờ đâu còn nhiều đâu, đâu còn hàng hiếm rồi. Đây anh em này, em quay xíu về phần máy móc cho anh em coi nè, rất là sạch sẽ nha. Neo GT nha anh em, 2007. Đây mỏ cày nè, dàn áo nè, đây logo Neo GT đầy đủ hết nha anh em. Honda à. Đây cái này là chóa đèn nè. Nói chung là theo năm tháng thì con này cái chóa của nó cũng có gọi là đục nha anh em, nó không có sáng trong được giống như những cái dòng khác, những như đời mới bây giờ, ví dụ như Wanfa nè, nó còn sáng trong này. Còn con này thì lâu rồi anh em, thì nó cũng hơi mờ đục đục đấy, nhưng mà vẫn là riêng nha anh em, riêng nguyên hết anh em ạ. Không có lai tạp gì hết á. Đây xi nhan này, đường tốt Neo GT nhá. Nè Honda Neo GT trong ra ngoài rất đẹp nhá. Con này thì bình xăng cơ thôi anh em ạ, con này thì bình xăng cơ thôi, đầy đủ chi tiết hết cho anh em tham khảo luôn. Đây, cái lốc máy của nó nè anh em, lốc máy nè, đâu có chóc gì đâu, nguyên nha, không có giảm tốt nha, cái này là hàng không giảm tốt nha anh em nha. Đó đấy, quay là quay chi tiết đấy, quay cận cảnh quay chi tiết này, cọp ấy lốp nè 2007 nha, năm sản xuất 2007 cuộc nha. Dàn áo cũng rất là đẹp anh em ạ. Con này thì nói chung là từ trong ra ngoài, đẹp từ trong ra ngoài. Đây, Puccinello GT, bình xăng cơ thôi, 2007 bình xăng cơ. Trong ra ngoài, đẹp từ trong ra ngoài. Mâm nha. Mâm nè. À, lốp tình trạng là lốp trước lốp sau là gai gió là tua tủa anh em ạ. Đây, anh em coi nè, gai gió tua tủa luôn nha. Nha, gai gió tua tủa luôn. Đây. Quay lại cái dàn lốp này, nói chung là mới thay mới rồi đó. Gần chạm gai là thua tổ QRC nhá, rất đẹp. Đây, quay sơ lược hết con này thì bật
đèn led lên em soi chi tiết, tại vì trời nó cũng hơi tối á, chiều chiều nó cũng hơi tối xíu anh em nhé. Đây anh em tham khảo này, xi nhan đèn đuôi nè đầy đủ hết nha, rất đẹp luôn, cả tay dắt đồ đầy đủ hết. Biển thì 4 số, sang tên gốc toàn quốc, hỗ trợ trả góp và hỗ trợ ship xe, nên anh em nào mà ở xa mà có nhu cầu muốn mua cái dòng này thì liên hệ trực tiếp nha, hàng hiếm anh em ạ. Đây cái phiên bản là cái phiên bản cao cấp nhé, tại vì đơn giản là phiên bản vân mâm là cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Đấy, vô vọng còn nguyên hết anh em nhé, vô vọng thì Honda NF 100, HM gì đấy, ANF thì 125, Fuji gấp này, đây tình trạng gấp nha. Máy thì hai bên lốc thì khỏi bàn anh em ạ, cái nước nhũ của nó còn nguyên, nước nhũ của nó còn nguyên hết á, nước nhũ còn nguyên. Đây. Ổ khóa. Đây. Gáy này. Electric start này. Đây anh em coi những cái cục này. Đồng hồ nhá, quên còi này. Còi ở dưới này. À. Xi nhan này. Cốt pha này. Đè này. Đó. Neo GT nhé anh em, con này Neo GT thì cái đời này, đời giữa giữa này thì nó có đồng hồ điện tử này anh em này. À, đây nó có cái đồng hồ nhỏ này, xăng này 22.218 cây. Em nổ máy nha anh em, nói chung là nghe đường lộ lộ thì nó hơi ồn, nhưng mà em cũng nổ máy để coi cái gan tin nó có nhuyễn không, cái hơi nó còn lực không nha. Gan tin rất là nhuyễn luôn anh em ạ, gan tin rất là nhuyễn luôn, máy nổ thì bao lực. Máy đang nổ nha anh em. Đấy, con này thì giá 24.500, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ rút gốc hồ sơ, nói chung là đầy đủ hết, ship xe luôn, xe cọp nha anh em, xe này xe đúng chất cọp luôn anh em ạ. Ga công ty giờ vẫn còn thì thầm. Thì vẫn thì thầm anh em nhé, gang tì vẫn thì thầm. Hai mươi bốn triệu anh em nhé, 24.500, Neo GT 125, xe rất đẹp từ trong ra ngoài luôn anh em ạ. Áo sống đồ theo xe, nói chung là xe là riêng nguyên bản, kiến hai kiến luôn, đầy đủ hết nhé. Thì anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Duy Đạt nhé, Tam Hiệp Biên Hòa, Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai, đấy ngay đường Nguyễn Ái Quốc. Thì anh em liên hệ theo cái đầu số là 0932325278, thì cái số điện thoại này em sẽ để ở phần tiêu đề nha, để anh em mà có nhu cầu thì trực tiếp liên hệ đến cửa hàng xe máy. Nói chung là xe cọp anh em ạ, con này đi chán là bán còn lời anh em nhé. Thôi em cũng xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi, rồi em xin kết thúc video nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm ạ.